ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã khắc sâu trong tim mỗi người dân Việt Nam khi cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Những khó khăn, gian lao vất vả trong hàng chục năm chiến đấu dường như tan biến khi quân và dân ta chứng kiến giờ phút Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng. Non sông nối liền một dải, người dân gieo hò, vẫy cờ hoa dọc hai bên đường đón đoàn quân giải phóng vào Sài Gòn trong niềm tự hào, phấn khởi không tả xiết. Và tiểu mục Đường đến ngày thống nhất hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh ngày đầu Sài Gòn được giải phóng, cùng lắng nghe những chia sẻ của những người đã chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên đó. Những xúc cảm dường như vẫn còn nguyên vẹn dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Ngay sau thời điểm lịch sử tại Dinh Độc Lập, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn, dấu vết của một cuộc tháo chạy tán loạn hiện rõ qua khung cảnh tan hoang, giấy tờ bừa bộn, xe cộ ngổn ngang ở Đại sứ quán Mỹ, nhà cảnh sát, phủ thủ tướng ngụy quyền Sài Gòn, binh lính Việt Nam Cộng Hòa trút bò bộ quân phục. Đến lúc này, người Mỹ mới hiểu ra rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ giỏi duyệt binh và đảo chính quân sự. Bình yên của một thành phố đã bắt đầu, không có cảnh chết chóc, hỗn loạn khi nhân dân và những người lính giải phóng làm chủ Sài Gòn. Cờ quân giải phóng tung bay khắp Sài Gòn, sự sợ hãi về một thảm kịch tan sát ngày 30 tháng 4 và nhiều ngày sau đó, người dân Sài Gòn đã xuống đường ăn mừng. Ở khu vực đường Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, nhiều bà mẹ đã không cầm được nước mắt, ôm những đứa con thơ khóc nức nở. Trong ký ức của người dân Sài Gòn ngày ấy, họ đón chào quân giải phóng như đón những người con xa trở về sau bao năm dài xa cách. Hai bên đường, người dân từ già trẻ, gái trai, thậm chí còn có cả các cháu nhỏ chạy ra đường vẫy cờ hoa đón bộ đội, tiếp tế những nắm cơm, những trứng gà cho vào giỏ của bộ đội, mặc dù trước đó họ chưa từng quen, từng gặp quân đội giải phóng bao giờ. Rồi nghe tới chừng mà giải phóng rồi á, ôi bộ đội vô nhà hết mừng, mừng quá, giờ không biết sao tả nổi, mừng lắm. Lúc đó bộ đội anh em nó vui mừng quá mà nó thấy mình mà mình còn nhỏ, mà nó thấy mình nó dám ôm mình luôn á, mình cũng ôm nó luôn. 45 năm trước, những người lính này mới chỉ 18 đôi 10, được nhận nhiệm vụ tại tiểu đoàn 7, trung đoàn 66, sư đoàn 304. Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ lực thọc sâu đánh thẳng vào Dinh Độc Lập, nơi yết hầu của địch. Giờ đây, tuy trên đầu đã hai thứ tóc, niềm vui những ngày giải phóng vẫn luôn ghi dấu đậm nét trong trí nhớ của họ. Cầm trên tay những vật dụng đem về từ chiến trường, họ như được sống lại một thời tuổi trẻ, cảm xúc về những ngày giải phóng lại ùa về. Đại đa số nhân dân là rất quý quân giải phóng, được đứng nói chuyện với anh bộ đội giải phóng, rồi được dùng xe Honda hoặc xe ô tô mà chở anh bộ đội giải phóng đi chỗ nọ chỗ kia, là người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất hãnh diện và mà nó cũng lại rất là gần gũi thân mật. Thế một số người ta cũng hỏi chúng tôi, thế thì ở miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa nào, anh kể cho chúng em nghe. Thế rồi ba má anh làm sao, gia đình anh có mấy anh em. Đấy, thì chúng tôi cũng tâm tự hết tình cảm riêng tư của gia đình, rồi tình hình như là xã hội miền Bắc nói chung, để dân bà con ở trong ấy người ta biết được, người ta hình dung ra một phần nào là chế độ miền Bắc xã hội chủ nghĩa ở ngoài này. 45 mùa xuân lớn lên cùng đất nước, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã có những bước tiến dài, trở thành một trong những đô thị năng động và phát triển mạnh mẽ bậc nhất khu vực Đông Nam Á. GRDP, kim ngạch xuất khẩu, thu hút FDI và số doanh nghiệp mới đều tăng trưởng ấn tượng. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước quan tâm cho thí điểm thực hiện nhiều cơ chế đặc thù để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Nghị quyết 54 của Quốc hội đã góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh có những đột phá mới, diện mạo thay đổi về mọi mặt, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của đất nước.